qua cái thiện cộng đồng. Đó là cái vụ bà Giang Anh Nguyễn thưa hai bác Cường với bác Phương có ý kiến gì. Bà Giang Anh Nguyễn lại mới đưa ra một cái dự luật, đây cái dự luật chứ không phải là cái luật. Dự luật là tức là mình sẽ đưa lên, mình đưa lên để rồi mình Quốc hội có chấp thuận hay không, cũng giống như là cái vụ mà thương phê binh của bà đó là coi như là đã dẹp rồi, chìm xuồng rồi. Đấy, bây giờ tháng 11 năm 2016 này sắp sửa ra ứng cử, là nhà bà đang kiếm điểm. Bà nói là bà yêu cầu đưa cái vụ boat people, tức là người vượt biển, vào trong cái chương trình nghị sự song ngữ của bà, không dám nói là lịch sử của Hoa Kỳ, tại vì ở nước Mỹ là đâu là học lịch sử học cái kiểu của Việt Nam như vậy. Thì bà nói rằng đưa vào trong cái chương trình song ngữ để cho các cháu nó hiểu được lý do tại Boat sao mà people là chúng ta cái gì phải không? đã boat people là người tàu, tại vì bà À, Giang Anh Nguyễn bà lai tàu, à là ba tàu được, bà lai tàu, thành từ ra bên boat tàu. people là người tàu, đã boat là tàu mà people là người, mà boat people là người tàu. Thành ra Tôi những Mỹ tôi giỏi lắm, đi quý nghe nó vậy. sở dĩ có cái chữ ba tàu bây giờ đó là do người tàu bỏ nước ra đi thời chịu không nổi cái thời thời Mạn Thanh cai trị nước tàu, cho nên nó mới bỏ, thành ra có chữ ba tàu đó, nghĩa là những người dùng tàu đó để mà vượt biển đi vô mãi cho tới tận miền Nam Việt Nam, là bây giờ mới thành ra cái số người tàu mà ở cái vùng đồng bằng Cà Mau với lại cái tỉnh Bạc Liêu. Cái tỉnh Bạc Liêu đó là do cái chữ Pò Léo mà ra cái chữ Bạc Liêu bây giờ đó. thành ra Đó là cái thành chữ tàu ấy. à, thành ra thành thành ra cái các cái cơ sở mà thứ nhất là đồng ruộng làm rẫy và làm than, những cái lò than lớn nhất của cái vùng Nam Căn mà tôi được biết là phần lớn là chủ là người Tàu sang đây từ cái thời 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 nhà Mạn Thanh đó, mà bị như là bị nhà Minh gì đó mà đánh đó, mà phải chạy, nghĩa là bỏ nước và vượt biên để mà vào cho đến tận cái miền Nam Việt Nam mà. Thế người Việt Nam mình nha thì nói là boat people là thuyền nhân. Đấy, thì tôi hay đùa là boat people là người tàu. Tại boat là tàu mà cái people là người. Người tàu đúng rồi. Mà sự thật trong lịch sử nó cũng đã có cái đó, không phải không? Cái chuyện mà cái bà Janet Nguyễn đó thì mình mới thấy rằng thì là cái con chẹt này đó nó Con chết. nó giỏi, cái ban tham mưu của nó giỏi, tất nhiên là sắp ứng cử bầu cử thì kệ nó, nhưng mà cái người làm chính trị thì Là phải đọc. là phải quậy, Thì là phải tìm, đó là lý do mà họ quậy. là phải tìm ra những issue mới, Là mà đúng cái rồi. issue này đó Để quảng cáo nhé. nó vuốt ve, nó củng cố cho những người mà mình vẫn nói rằng thì là những người đó nói rằng thì là mình oan ức, mình đã đi tìm tự do, mình vượt biển, mình bỏ trốn cộng sản, đến nỗi mà 3 triệu người gần gần 1 triệu người, mà nghĩa là để cho cá nó đớp đớp ở Biển Đông gần một nửa, không ạ, tất cả những các cái hận thù rồi gì đó, cho nó một cái chính nghĩa. Thì cái bà này đó, cái ban tham mưu của bà ấy hay lắm ạ. Nó gãi đúng chỗ ngứa để mà tất cả những các cái quý vị chống cộng ở hải ngoại này, chống cộng cực đoan này nó thích quá, không ạ, nó mời những người này người kia. Con này nó hay lắm, là nó đưa tuy đưa cái dự luật đó nhưng mà để nó mời hai ba cái bộ mặt của những cái cộng đồng, và nó đưa cho 2 người làm thông ngôn tiếng Việt tiếng ấy, tại vì nó không muốn nói tiếng, nó nói tiếng Việt thì lộ quá, thành ra nó đưa Tại cho vì nó cô là người tàu, cô nói tiếng vâng Việt ngọng đó, ngọng lắm, thành ra đó, hiểu thành ra mình mới nhìn thấy rằng thì là đấy, cái vai trò của người tàu nó lớn lắm, từ đồng bằng sông Cửu Long, từ Bạc Liêu, từ tất cả những cái này. Và đây này, ở cái Phúc Lộc Thọ này đó có cạnh tranh được với lại cái Phúc Lộc Thọ không? Cái mặt bằng này đó có cạnh tranh được với lại cái ông Phan Giao với cái gì không? Tôi thấy rằng thì là
tôi thấy rằng thì là về thuốc Bắc ấy, thì nó có cái Phúc An Đường, Phúc An Đường. Còn thì cái tiệm Phúc Sinh, còn thì là đổi ngược lại đó, tức là cái người Tàu nó nói rằng tao sinh phúc cho mày, tao sinh phúc cho mày để mày có một chỗ đứng. Các cái chợ Tàu này nó là tao sinh phúc cho mày, đúng không ạ? Đó. Tất cả mấy người này mà cứ nói hàng Việt Nam, hàng bẩn rồi gì đó, dạo trước mà đi khám khiếp các cái chữ gì đó, thì nhìn thấy rằng thì là mày đã thỏa mãn chưa? Bọn chó đẻ, đúng không ạ? Nó không gọi nó là chó đẻ thì gọi nó là cái gì bây giờ? Đó. Thành ra đó là người Tàu, nó nói nó tìm tự do, nó đi qua đây mặt bằng, mặt biếc tất cả cái gì đó. Nhưng mà mày vẫn thua thằng Tàu. Mày thua nó quá. Đó. Cái hồi mà còn cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, đúng không ạ? Nó định làm cái cầu từ bên này qua bên kia. Rồi thì là cái nguyên tắc làm cái cầu đó thì nó xin thành phố là nó mở một cái bon để mà vay tiền. Thì mấy người Việt Nam ta nghĩa phản là đối. Phản đối. Mình thì cái sức phá hoại của mình ghê lắm. Thế giờ thì là mình lại cũng là kiến nghị, đúng không ạ? Đủ hết các thứ kiến nghị. Thì lúc bấy giờ đó thì tôi thấy cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, ông mới đưa cho thằng Phan Giao, lúc bây giờ gặp Phan Giao đó, thì Phan Giao hắn mới nói chuyện rằng, thưa tôi ăn cơm Việt Nam, tôi ở đây tất cả các cái thứ gì, làm sao mà tôi phản người Việt Nam. Đó, nó nói nghĩa là rất là chân tình chứ không phải nó nịnh bợ. Thế thì ông Phạm Đình Tuân mới đưa cho nó 23.000 cái chữ ký. Đây này, người ta phản đối các anh. Thì thằng Phan Giao nó cũng đành nhún vai thôi, nó cũng... bây giờ biết làm sao. Thì lúc bấy giờ đó thì tôi cũng nói một câu cũng hơi hỗn, tôi nói một câu hơi hỗn, tôi bảo ông Tuân ơi, thằng Phan Giao nó bảo rằng thì mày là người có ăn có học mà sao mày ngu thế. Thế thì ông Tuân thì ông ấy là cái người mà hề hề, ông ấy là cái người mà gọi là có thiện chí, nhưng mà còn cái nhìn đường xa thì ông ấy nhìn sai. Thành ra đó cái câu chuyện là ông ấy cũng chả chấp tôi, khi tôi nói câu đó thì ông vẫn chơi với tôi một cách vui vẻ. Nhưng mà nó là đại khái thì nhân nhớ lại cái chuyện xưa rồi nó như vậy. Tuân là ông Ba Phải mà ông còn có dính trong cái vụ mà Lương Minh Đáng đó, chữa nhân điện nữa đấy. Vâng, ông ấy lại còn là hô hào là dọn kali cơ mà. Kali mấy, ông bảo đó. Rằng nó sắt đứt cái sắt kali đứt cái đường điện biển. Cái vụ mà nhà mà động đất đó, thành ra những người nhẹ dạ ai sợ quá bỏ kali mà đi đó, cái là sợ động đất tới nơi rồi. Không mà ông ấy là cái người mà nhạy cảm, người hiền lành, người một trong những người tốt có cái ông tốt tâm. Ông vâng. Tính rất là tốt. Có điều đó thì ông mới lại ông thầy đạo diễn cái gì Hoàng nhỉ? Phùng Minh Tiến, ông không phải Hoàng Anh Tuấn. Hoàng Anh Tuấn. Hoàng Anh Tuấn là trên sang OG. Cái vụ nhân điện á. Hoàng nhân điện khác, còn cái vụ mà Nguyễn Bắc Tiến đó, lúc ông ấy có cái câu lạc bộ mà nó ngay bên cạnh cái hủ tiếu ngay bên cạnh cái hủ tiếu của cái tiệm tô phu của ông Tony Lâm đấy, Tony Lâm Đông Phương đấy, thì ông ấy có một cái câu lạc bộ ở chỗ đó. Dạ, vâng. Góc đó thì cũng mang cái văn phòng của ông đằng trước mà. Vâng. Và nói về người Tàu thì các bác đã thấy bây giờ mình giành giật cái lại người Tàu để mà có một cái tên cho cái làng, nghĩa là gọi là làng Á Châu gì đấy, mà bây giờ là trở thành cái con đường vào đi lên Sài Gòn.
để không, cái đó là nó gọi là đấy, gọi là Asian Garden Mall, thì có cái lối nó rẽ vào thôi à. Thì các ông á là lấy cái tên là để là gọi là cái Sài Gòn Way à, không không phải Little Sài Gòn, để Sài Gòn Way đấy, đấy. Thì nhưng mà cái chỉ là cái là gọi là lợi dụng để ăn bám đấy. Đấy. Mà các ông làm thế nào mà không biết ngày trước đó, cái lúc mà mở cái khu Phước Lộc Thọ ra đó thì nó có ba cái cột cờ, nó treo cờ, một cái là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, một cái là treo cờ Mỹ, Mỹ, và một cái treo cờ California, California. Rồi các ông tranh đấu thế nào, đánh tàu chống tàu thế nào đó mà không biết, mà bây giờ cái ông chủ của cái Phước Lộc Thọ đó, tôi không biết đời nào hay là thời Phan Giao hay là thời ông chủ mới bây giờ tôi không biết, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó chỉ nó nhổ mất cha nó hai cái cột cờ đi, bây giờ chỉ còn một cái cột cờ, nó treo cái cờ Hoa Kỳ thôi, cờ Hoa Kỳ lớn rồi mà nó rồi. nó không cho mượn cái khu trước Phước Lộc Thọ để mà làm biểu tình như trước à, không đó. Vẫn cho mượn, bác vẫn cho mượn, nhưng mà phải đóng tiền, phải mua bảo hiểm thì nó mới cho đó. Tổ chức đó là một cái hình thức mà nó gọi là nó không cho mượn đấy, đấy. Tức là đấy. Các anh không mua nổi cái bảo hiểm, thành ra cuối cùng cái thắng lợi của ta thế nào không biết, mà ta mất đi cây cờ vàng ba sọc đỏ, cái bây giờ chỉ còn cái mỗi cái lá cờ như là Hoa Kỳ, không ai dám đụng tới nữa, thế thôi. Thì thưa anh, cái vụ đó nó xảy ra là cái bà luật sư ở Việt Nam đó, vâng, bà ấy ra đó bà ấy múa tùm lum hết cả à, thế thành ra đó cảnh sát nó phải tới à. Thế thì lúc bấy giờ đó thì mỗi buổi sáng chủ nhật thì tôi hay đi vào trong Phúc Lộc Thọ, thì cái ông Đoàn Trọng Cảo đó, cái ông bố vợ của cái tôi là Tạ Đức Chí, vâng, ông Đoàn Trọng Cảo thì ông cũng ngồi với mấy anh em HO, mấy anh em quân nhân cũ ở cái mà bây giờ nó là cái tiệm Eiffel là đã đấy, thì ông ngồi đó sáng nào cũng ngồi đó. Thế mà bữa thì tôi thì cũng có quen biết, nhưng mà mấy ông quân nhân thì tôi không quen biết, tôi đi qua thì cũng chỉ chào hỏi chào một cái rồi tôi đi. Thì có một lần ông ấy mới tâm sự với tôi, ông ấy ra nói chuyện, ông bảo thì là mày tính là chứ hồi mình 30 tuổi mình có làm được như thằng Tạ Đức Chí không, và bây giờ đó nó bảo tao rằng thì là phải dựng được, yêu cầu thằng Phan Giao phải dựng được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đằng trước đó. Thì thì ông Đoàn Trọng Cảo thì ông cũng hiền lành, ông ấy chỉ nói thôi là mình làm sao mà làm được. Vâng, thì thật sự là bác Phương á, mình đi vào trong cái sở mà địa ốc của quận Cam này, mình sẽ biết ai là chủ nhân trong đó, thì chúng tôi xin miễn tiết lộ. Thì bây giờ cái như thế này, cái về vấn đề lá cờ đó là không phải họ cấm rất là tinh vi. Tức là họ cấm bằng cách là, vâng, ngày đó, tháng đó anh muốn tổ chức, vâng, thì tôi cho anh tổ chức, nhưng mà anh chứng minh cho tôi anh có mua cái bảo hiểm cho tôi, thế dụ mặc dù mình tổ chức 2 tiếng hay là 4 tiếng không cần biết, mua bảo hiểm suốt một ngày đó, trong một ngày đó. Một cái bảo hiểm đó hồi xưa họ chỉ đòi một cái bảo hiểm 1 triệu, thì sau khi mà bên mặt trận á, cái người đánh bà Bùi Kim Thành là một thành viên trong mặt trận, mà cái tổ chức ngày hôm đó là tổ chức của bên mặt trận, tổ chức đứng đằng sau lưng. Thành ra cái anh đó đó, anh đánh bà Bùi Kim Thành. Thì sau khi bà Bùi Kim Thành đưa ra cảnh sát, cái bà manager của ông Phan Giao đó, ở trong cái khu Phước Lộc Thọ đó, bà đó là nguyên thị trưởng của thành phố Westminster, bà về hưu rồi. Thì con trai của bà đó là một cảnh sát. Thành ra tất cả những cái tin tức mà có liên quan tới cái cộng đồng này đó là bên ông Phan Giao đều có biết hết. Và một lý do gì? Thì Trần Nhật Phong là cái người đưa bà Bùi Kim Thành đi thưa. Nhưng mà rồi sau tôi gặp bà Bùi Kim Thành tôi hỏi ra thì bà Kim Thành: em không biết gì hết, em không biết tiếng Mỹ, rồi em bảo người ta bảo ngồi chờ rồi chẳng thấy gì hết. Đấy. Thì cái chuyện đó nó chìm xuồng chúng tôi không có nhắc lại, nhưng mà đây ở đây để nói cho quý vị biết
cái lá cờ đó bây giờ chỉ còn một lá cờ Mỹ duy nhất. Những cái tên mà để chữ Sài Gòn á, quê đó, nó nhục lắm. Đây cái ngõ hẻm mà để cái Sài Gòn quê. Cái đường để người ta rẽ xe vào chứ người ta đậu xe mà cũng để Sài Gòn quê. Cái ở Việt Nam còn chưa có, chưa làm những cái chuyện này như vậy đó. Thì như là cái nhà tôi đây, trước mặt tôi là có tên đường đấy á. Ra ngoài bản đồ có tên đường, đi vào cái, nhưng mà chúng tôi không bao giờ dùng cái tên đường hết. Chúng tôi cứ bảo rằng đi vào trong đó, rẽ tay trái, rẽ tay phải, đây, hai lần, ba lần đây, tới nhà tôi. Thế thôi, không có, nhưng mà tại sao mình phải làm cái nhục nhã như vậy? Cái đền Hùng, cái đền Trần Hưng Đạo. Để cái tên, nó để cho được hai nơi. Một cái góc đường mà Mắt Ngó Lia, tức là đường Magnolia. Và một cái đường ở chỗ đường Busa. Cho tên đại lộ Trần Hưng Đạo đó. Đề đại lộ Trần Hưng Đạo nhưng mà để bên dưới thôi. Còn cái chữ Bôn Sa nó vẫn phải. Tại vì nguyên tắc về vấn đề mà... giao thông. Giao thông không nói gì mà nhưng mà về vấn đề mà thương mại. Đấy là những cái địa chỉ đó không có quyền được đổi. Tại vì nếu mà nó đổi cả một cái hệ thống bưu điện của Mỹ và bưu điện thế giới sẽ phải thay đổi toàn bộ. Đấy. Tức là thí dụ như cái địa chỉ cũ là 112 đường Bôn Sa chẳng hạn. Nếu mà cái chữ Bôn Sa nó đổi thành chữ Trần Hưng Đạo là sẽ có điên đầu. Không phải chỉ có cái thành phố Westminster mà là cả cái quận Cam rồi cả một cái nước Mỹ và cả một thế giới nữa. Bây giờ họ đâu có biết là bữa nay nó có cái tên đường Bôn Sa đâu. Thì nó là bọn bán hàng giả, nó có thế thôi, nó làm cái chuyện đó. Cũng giống như là bà Trần Anh Nguyễn là bà cũng một cái khúc nào của 405 gì đấy, đó. Bà để tên là... Để bà Hạnh Nhân đó. Đấy. Nào. Thì cái xa lộ này... Ở bên Mỹ nó không có, nó ít lắm. Nó chỉ thường thường để tên một cái người cảnh sát tử nạn ở trong khúc đó để làm tưởng niệm tên cái cảnh sát. Nó gọi là Memorial CHP, tên là CHP, tức là cảnh sát về tuần tra giao thông. Đấy. Thì họ để tên ông cảnh sát thế thôi. Bây giờ Việt Nam khúc thì đề là Việt Dũng này, khúc đề là Nguyễn Thị Hạnh Nhân này. Thì nó để cho nó vui thôi chứ như để đây là history nhà landmark. Đây history landmark nhưng mà thật sự rằng họ để như kiểu Bắc Cường nói rất đúng là cái là để buôn hàng giả thôi. Lúc nãy Bắc Cường nói là họ cái ban tham mưu của bà Giang Anh Nguyễn, có thể bà này bà rất là ngu nhưng mà bà nhờ cái ban tham mưu khôn. Nhưng mà đối với tôi thì đây không phải ban tham mưu khôn, mà đây là ban tham mưu lưu manh. Nó lợi dụng cái sắp sửa bầu cử. Nó kiếm chuyện. Đấy, nó bắt đầu nó chổi cái bản nhạc Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Đấy, nó là nó như vậy. Nó bảo, đây, đồng bào ơi, Giang Anh Nguyễn hãy còn đây. Nhớ 10 tháng 11 này đi bầu cho Giang Anh Nguyễn. Và đối thủ của Giang Anh Nguyễn kỳ này rất là nặng ký. Nhưng mà tôi nếu cũng mà là người Việt Nam luôn. Là một người như bà Janet Nguyễn thì thôi, mình đã bị cái dỗ mà nó đuổi mình ra khỏi phòng họp một cách trắng trợn như thế rồi. Cái này thì là nên như là tắt đuốc mà đi thầm đi chứ rồi. Còn ở đó mà ra là không à, theo tôi thì cái chuyện mà đuổi ra khỏi Quốc hội đó là chính bà này chủ động bà cố này, tình làm ra bà để này được là đuổi. Một con ăn vạ cào mặt để gây thành tích chứ còn nó không nghề nhục cả, nó đấy. Chủ động đấy thì giống như là ông Lâm Nguyên Tánh mà mời tôi tới để gặp ông ở khách sạn Ramadan Inn á, thì tôi có trả lời với lại Sơn Nhái đó, tôi bảo rằng tôi ngu sao mà tôi tới. Là tôi tới đó là sẽ không có ông Lâm Nguyên Tánh mà có một cái cô nào cô ngồi đó, cô xé quần xé hái, cô cào mặt lên, cô bảo Nguyễn Phương Hùng tới hiếp dâm. Tôi ngu sao mà tôi tới. Thì bây giờ đó, Bắc Cường kể là như vậy, nó cũng như vậy. Cô cố tình để tạo một cái thành tích với lại những người Việt Nam để kỳ này ra ứng cử với ai? Andrew Đỗ bây giờ là chủ tịch của giám sát viện quận Cam, thay thế bà Michelle Steeler. Có 5 người, thì ông ấy bây giờ đang lên coi như là được quý trọng. Cho nên mà cái vai trò của giám sát viên lớn lắm. Dạ vâng. Mà cái thân phận mình như thế rồi, mình làm như thế để cho nó thành ra một cái chuyện lớn ở cái diễn đàn Quốc hội Cali Phật Nhai mà nó đuổi mình ra khỏi phòng họp. Như thế thì thôi, thì mẹ, cái đó là Việt Nam mình có câu là nói là thôi thôi thì tắt đuốc đi, nghĩa là đi thầm đi. Còn duyên chi nữa mà mua trầm bán hương. Theo tôi thì làm chính trị nó mặt dày lắm. Không? Đúng rồi. Nó mặt dày lắm.
Chứ nếu mà người làm chính trị làm sao mà tự trọng, không bác có ai tự trọng hết là thưa ông, thưa bác, anh. Vâng, bác anh... công nhận bác nói mặt dày là đúng, tại không mặt dày làm sao mà nửa đêm mà gọi điện thoại bảo bảo cảnh sát là tống bà mẹ đi ra khỏi nhà. Đấy. Những người mà đã đối với mẹ của mình mà đã bất hiếu như vậy thì làm sao mà họ có hiếu với cộng đồng được. Cái đó thì thuộc về thâm cung bí sử, ít có người biết. Và có hồ sơ trong cái cảnh sát nữa. Và thưa quý khán giả đây, khi mà nói chuyện đó là cái vụ bà Giang Nguyễn mà đưa ra, chúng tôi thấy là rất là vô lý. Bà có thể yêu cầu nhờ các trường học trong cái chương trình song ngữ vui lòng đưa một cái câu chuyện, cái lý do hay là cái bằng song ngữ về cái câu chuyện của những người Việt Nam tị nạn ở đây. Bây giờ bà làm cái dự luật bắt người ta, cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng nó vô lý lắm. Đây gần giống như là cái chuyện là bắt người ta phải viết sử. Đấy, là viết sử. Cái chuyện mà người tị nạn tới đối với người Mỹ nó là một cái sự kiện, nó không phải là lịch sử của nước Mỹ, nó đâu phải là lịch sử. Và bây giờ hỏi, và cái điều thứ hai nữa bà nói là phải vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, thì tôi hỏi rằng á, quân đội Mỹ có được vinh danh không? Những người lính Mỹ, 600, gần 700 ngàn người Mỹ ở Việt Nam, tham chiến Việt Nam, đi về đây có được đón mừng không? Không. Và có được vinh danh không? Và có được cái ngày nào gọi là ngày veteran cho cái những người chiến tranh Việt Nam không? Chiến tranh cả Đại Hàn có, Đệ Nhị Thế Chiến có, Đệ Nhất Thế Chiến có. Nhưng mà chiến tranh Việt Nam, tại sao lính Mỹ không được vinh danh, không được chọn một cái ngày nào làm ngày quân lực? Rồi bữa trước á, thì xin cái ngày công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực của Việt Nam. Đó. Thì bảo ok, thì họ cho. Nhưng mà bây giờ bắt mà nước Mỹ phải làm một cái ngày để mà vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cái điều đó chúng tôi hơi cảm thấy một cái sự vô lý hoàn toàn. No way. cái chương trình giáo dục về history, về Đông Nam Á, yeah, về thuyền nhân, về viết nó cũng nhiều những các cái nó gọi là có mấy cái unit ở trong cái chương trình giáo dục mà nó không bắt buộc, nó không chính thức. Đúng rồi. Thành ra bởi vì thì là nước Mỹ thì nó rất nhiều sắc dân đến đây đủ hết các thứ gì đó, thành ra đó đây cũng lại là một cái mà bán hàng giả gọi là bởi vì rằng thì là cái này thì nó sẽ được rất nhiều người ủng hộ, tất cả những cái người ở trong cộng đồng này đó. Nói là tôi oan ức, tôi đi tìm tự do, tôi chết ở dưới biển cũng chỉ vì thằng cộng sản. Ủa, như vậy là bây giờ mình sẽ lập cái hội thuyền oan, chứ không phải dân oan nữa. Ở Việt Nam có dân oan, bây giờ mình thuyền oan, tức là mình chết ở dưới biển đó. Ok. Thuyền đây là boat people. Vâng, các bạn Nguyễn Bình nhá, lần sau bạn chào cô Bạch Yến đàng hoàng nhé. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là ngày thứ 6 vừa rồi.